chào các bạn, mình là Thảo Anh, đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề nên tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng. Việc xác định được mức tiết kiệm mỗi tháng không chỉ là hành động nhỏ mà còn là một kế hoạch tài chính cho tương lai bền vững. Vậy cách để cân đối dòng tiết kiệm như thế nào cho phù hợp? Nói cách khác, để trả lời cho câu hỏi mỗi tháng cần để ra bao nhiêu mà vẫn giữ được cân bằng cho tài chính cá nhân, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Mỗi cá nhân sẽ có sự cân nhắc giữa chi tiêu và tiết kiệm, khác nhau phụ thuộc vào lifestyle của mỗi người. Một mức tiết kiệm phù hợp là sau khi gửi đi một phần tiền đó, không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, sẽ không có mức cố định theo công thức chung mà sẽ tùy thuộc vào nhu cầu chi tiêu và thu nhập của từng cá nhân. Đầu tiên, để có tiết kiệm hiệu quả, việc xác định mục tiêu tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Tại sao cần tiết kiệm trong khi mỗi tháng chúng ta có thu nhập và có thể trang trải chi phí cho bản thân? Có lúc nào bạn gặp sự cố, cần một khoản chi phí gấp mà không có đồng nào trong tay? Hay khi gặp một cơ hội đầu tư hời nhưng phải say goodbye hoặc để cơ hội qua đi vì không có vốn sẵn? Đơn giản là những mong muốn riêng để theo sở thích cá nhân, muốn báo hiếu cha mẹ, đặt mục tiêu cho kết hôn, sinh con hay hưu trí của bản thân mình. Đúng thế, tiết kiệm hợp lý sẽ giúp bạn làm chủ cuộc sống của mình. Cho dù là sự cố trong cuộc sống hay sắp xếp kế hoạch trong tương lai, cùng theo dõi các bước sau để có một kế hoạch cho việc tiết kiệm hiệu quả. Việc đầu tiên, trước khi lên một kế hoạch, bạn cần nhận diện thực tại tình hình sức khỏe tài chính của bản thân và xác định mục tiêu. Bạn có thể thực hiện khám sức khỏe tài chính nhanh chóng và đơn giản tại trang myaccount.vndirect.com.vn. Sau đó, cần liệt kê cho mình các mục tiêu quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc sống và định lượng mục tiêu theo SMART dựa trên 5 thành phần. Tính cụ thể, đo lường được, khả năng thực hiện, tính thực tế và không thời gian để chọn con số tiết kiệm hàng tháng. Thứ hai, nếu bạn còn loay hoay chưa biết rõ điểm cân bằng chi tiêu của bản thân ở đâu để có thể xác định theo phương pháp SMART, hãy tham khảo quy tắc 50-30-20. Việc phân bổ chi tiêu và tiết kiệm như sau: 50% thu nhập cho các khoản cần thiết như nhà ở, sinh hoạt, ăn uống, điện nước; 30% thu nhập cho các khoản bạn muốn như giải trí, du lịch, mua sắm; và 20% thu nhập để tiết kiệm. Nếu 20% là một con số quá lớn, chúng ta có thể bắt đầu với con số nhỏ hơn, 10% hoặc ít nhất là 5% để tạo một quỹ tiết kiệm ban đầu. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau sẽ giúp bạn tạo thói quen đều đặn. Chúng ta hoàn toàn có thể tăng dần mức tiết kiệm lên để càng gần tới mục tiêu của mình. Thứ ba, cuối cùng, điều quan trọng nhất đó là theo dõi ngân sách và kiểm tra tiến độ tiết kiệm định kỳ hàng tháng. Đây là cách giúp chúng ta duy trì thói quen, bám sát kế hoạch để điều chỉnh tỷ lệ chi tiêu tiết kiệm theo từng giai đoạn và phù hợp hướng đến mục tiêu tài chính của mình. Hãy luôn ghi nhớ rằng lý do tiết kiệm hay mục tiêu tài chính cụ thể là chìa khóa để giữ cho chúng ta kiên trì và nhất quán khi thực hiện kế hoạch. Sự tự chủ trong quản lý tài chính một cách thông minh không chỉ mang lại sự ổn định ngay bây giờ mà còn tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng bền vững về tài chính và sự an tâm cho những thời kỳ khó khăn trong tương lai. Mỗi đồng tiết kiệm hôm nay là một khoản đầu tư quý giá vào tương lai.